Bên đây còn lợp mà bên đây nào không có chùi. Ý ơi, mày biểu coi. Mày có cái kiến người ta đánh thử đầu heo thôi mà nội. Dạ dạ. Coi. Đi. Rồi cầm ngay con coi. Đâu mày ngu mày đánh đi. Mày đánh đi. Nhẹ nó má thôi mà. Rồi được rồi tán ra. Rồi tao bắn bánh trắng chứ bắn bia ôm vậy. Thì mày đi không đi? Đi đâu mà nội. Ai đi mày thôi không kìa. Ai vậy con? Ai đi đâu mà tưởng tượng quá vậy? Đi là gì vậy con? Đi đâu? Đi đu đu với mẹ thôi mà. Một gành ghê chưa? Cô bánh con ơi. Ấy đây đây chụp hình với mẹ con đi đi ơi. Nè mày không chụp hình tôi cắt luôn đó, không chụp luôn. Trời ơi, cuốn mềm làm không biết điều gì hết trơn.
fan mà được bao nhiêu người. Tôi ngon quá à. Tốt lên á, hai tuần lễ có người coi à. Mặc Barbie đi. Nè con mèo nè. Mèo đi. Ta con mèo đâu. Con BD nè. Theo lại nghe. Tắm nữa đi. Ơi. Mày giống bồ đồ thế quá vậy. Chứ cái con phải con ngồi nó đứng, nó đứng không cơ. Cái mèo đi canh á. Chùi bớt đi, ai đã làm cho mày đặng quá vậy. Bên đây nè. Hai mẹ con mình giống như cái hình nộm mà giống như là cái kiểu mà đánh tiểu nhân á, biết không? Bên Trung Quốc á có cái hình nộm á, mua 5 3 đồng á, đánh tiểu nhân mà hai gò má hồng hồng như nè. Con thôi thả tóc ra cho quý bụng má ơi. Thôi đừng có thả ra, thả ra cực quá. Không, con có bụng mà. Ok ok. Lý ta này. Nguyên chứ không? Bà nội cha mày, bà nội cha mày kêu tên tao ra mày chết cái gì? Tôi không kêu mẹ nói gì không nghe. Bên đây nè, bên đây. Tụi mày chụp với con nắm nữa. Mà con lợt quá, tái quá. Lại đây mẹ làm lại coi. Không, bây giờ mình đi hàng ngang qua đó. Có bệnh không? Quý đó rồi trời. Chó trước khi mẹ nói nha con. Ngồi đến tí xíu nghe. Đến trước mặt mày người ta ba nát hết trơn á. Không có đèn, không có đèn thì đúng được. Thì đây mà có đèn mày lấy nè, mẹ là cái kiếm cho mày đánh nè. Cái gì con? À, một phần. Rồi, chị xin 3 phần với em. Cảm ơn em. Áo dơ, quần để đen. Để tôi sạch đây. Ấy á. Ai còn ngồi bọt không? Tại sao em muốn ngồi bọt ta? Cái nương tao mày thấy không? Cái chuối. Bánh tỉ, cho em đổi một chào kè lẻ. Vô quá nè. Đợi tôi đại liền. Mày mới đi. Mày con chép ngày 2, 3, 2 cái má này. Cô tạ. Hồi xưa em định làm cái này nè. Có. Có, bây giờ.
nè. Có trên triệu triệu view rồi. Là mấy này triệu view rồi. Đúng rồi. Triệu triệu. Nào mình triệu view. Đâu có mà. Trên kia đúng rồi. Đơn giản lắm nha. Mình làm không lên. Đây mẹ chẳng đi. Chưa mà. Hỏi cũng được. Chẳng được. Không chịu rồi. Rồi chưa mà. Mua cho mấy năm rồi chứ. Mấy năm kia. Trời ơi là trời ý ơi ơi. Được rồi. Không cái bên dưới đây sức chéo. Sức chéo. Kìa chú này đi, tính son này con. Chú chị xanh nó không? Bây giờ các tây bán lỡ đem về ăn cũng được, la làng với tôi làm sao đúng không? Hả? Anh có nghe không? Anh đem mượn cái video của anh đi. Mấy phần giờ mới lúc cái mặt này ra. Nó 10.000 coi. Bị đê luôn đó. Mới có bị lớn bị đê đó. Không, bị đê thiệt. Bị đê thiệt, tôi nói thiệt. Giờ mọi người ơi, nè 10.000 của con nè. Thằng chúa đó, Bạch Liên đó. Bữa nay điên mình nó không dám sổ tướng nó ra đó. Có bữa hả, nó đi nguyên một đám bạn nó bị đê không. Có 10.000 con. 10.000 đứa đây chăm mốt đi. Ok anh đưa. Mặt đẹp sáng sủa. Đi đê luôn. Tiền lẻ trời ơi chớ rồi nhìn ôi nè. Rồi mấy chị ơi làm ơn cho em xin tiền lẻ mấy chị. Mấy chị nè bà đổ tiền lẻ cho tôi chút, bà đưa tiền chẳng tôi chửi bà đó. Đợi tí xíu nha mọi người, đợi tí xíu nha mọi người, chừng tiếng rưỡi có bánh nha mọi người.
cái ông đầu chùa đó đó. Em bảo đảm anh đợi ghét khi nào có đầu anh bóng cũng không có bánh đâu. Này dính chối quá. Đợi tí xíu nghe em, tôi đợi mấy người cả đời còn được mà, không lẽ mấy người đợi tôi tí xíu được. Không có tao thề, tao nói gì. Đồ tóc chưa khô nữa, tóc màu gọi chịu vậy chưa. Mắt đám đang dám đi đái hả? Tôi chỉ cho cầm chai nước suối á, chọt vô. Tôi đưa cho bình 5 lít nghe, đủ không? Hồi đó tôi nhớ hả, tôi đi trên chuyến xe á, mấy ông nội đi lên đường cao tốc đâu có ngừng ngang được, mà cả tiếng đồng hồ mới qua coi đường cao tốc. Mà trong xe đó toàn là phụ nữ đó mà, có ngoài chỗ ông tài xế là đàn ông thôi. Mấy mẹ cái mắt đái đâu có chỗ đái, gặp tôi đái chai nước suối liền, chọt vô ao 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 khỏe người. Cái chứ tới khi tôi lét mấy bà kia nói ủa sao mày không xuống đi tiểu. Tôi tiểu rồi, mày tiểu rồi nào, tiểu trong chai nước suối nè. Không biết mà cười. Nói mày nói lớn người ta mới nghe, nhưng mày nói nhỏ sao ta biết người ta cười. Con đó bây giờ bánh ra nè. Nghe nè, kêu 11 đem bánh tráng đem đũa ăn cơm ở nhà đây theo đi nha. Alo chị này ngon quá. Hai phần cho em gái cho mẹ coi con. Hôm bữa cũng có bà đó tóc dài lắm, ngồi đợi bánh tráng với tóc bao bụng giống đầu chọc giống anh đợi mỏi mồm ngứa mà bứt tóc. Thử tôi like cái tao đây Facebook thử coi. Lấy mượn số cây của bà có biển nè. Có biển của mình hả? Của mình là mấy phần? 3 phần 90, 501, 306, 807, 90. Trời. Cảm ơn nha. Nó dài vào 90, nó 90 đi dài vòng dài vòng. Rồi ôi, ngồi đợi bánh tráng chị ăn lắm dỗ vui dễ sợ. Không phải tại nhà chưa ăn cơm. Con ơi, tội nghiệp cái hàng này người ta chưa có ăn cơm. Chúc con bán con bỏ cái hàng này ra cho mẹ. Đúng rồi đó chú, chú cũng thân lý con đó chú. Dễ sợ chưa? Bé này thật là thương đúng. Ưu tiên cho những người YouTube, vì mấy người YouTube á, họ đến đây họ không nhận phần thưởng nào hết, nhưng mà họ chỉ quay để phục vụ cho mọi người qua những cái đoạn clip. Ví dụ như những cái đoạn clip nào mà nhạy cảm thì tự động người ta đem về, người ta khác cắt lợi những cái điệp clip nào giống như clip set thì họ chiếu lên. Có biển dưới lại 3.000 ngay đưa. Không. Có biển nghèo hết tiền rồi, dưới 3.000 đi. Có biển nói gì cho hết. Nè. Từ từ con, Đó mọi người thấy không? Tôi chạy mấy bạn. Đấy, nó nhiêu vậy? 4/120, mà đứng 200 phải không? 14 lên 50 nữa. Ok. Hello mọi người, cái mạng yếu quá. Nhiều
ba phần á, ba phần cầm đi má ơi, ba phần cái chính dục à, em đập đá ăn sản cái gì vậy? Rồi chị ta cường tiền lẻ, em đưa 10 ngàn, chị em té ông nội chị cái gì? Bà bớt trả lời đi, ăn bánh chát mà trả lời với người bán à, tội lỗi nha. Của em à, chị nói em lại không ăn cục nào cục nấy đau có dúi gì sợ. Hello mọi người, có mì bóp với chú đầu trong chú thèm kìa. Bây giờ có thể thôi, em nói anh cho ta lên 1.000 người đi. Cái gì? Mọi người, 1.000 người tôi cởi đồ luôn mọi người. Lên thiệt bây giờ đấy. 1.000 người tôi dán này lên luôn nè. Tôi con mọi người cho con cái dùi cui luôn. Chia sẻ mạnh mạnh thôi mọi người ơi. Chị mà dán lên em thoát luôn. Chiều lại nữa. Đúng rồi đó mẹ ơi, cố mẹ đang hùi cui. Mẹ đi làm mẹ trời. Trời ơi. Trời ơi là trời, nó làm như tại đi em sẵn má gì vậy? Em mấy phần? Hai phần em sẽ cho xin được đó. Hello mọi người, chia sẻ livestream đi mọi người ơi. Đó con gái em đó. Trời ơi là trời, tôi ghét không con gái. Nhớ ra TikTok cho con gái của các thi luôn nha mọi người. Đó. Ok em. Ghé quá à. Bữa nay nó nói chuyện đàng hoàng quá. Hello mẹ Nguyễn Chí Hùng. Không có mẹ nào mẹ Chí Hùng hết nha. Đúng rồi con. Mẹ Cát Thi. Con bé nó có đánh rồi hay nó hay nói thiệt. Nó có nói là nó có nói láo đúng không con? Dạ đúng. Cái này con nói thiệt sự nè. Đúng rồi. Có tưởng là kẹp không các bạn? Nè nè kẹp gắn vô cái tay này nè. Thôi được rồi, được rồi. Phẩy lại, phẩy lại. Ôi cái cây này bị nghiêng quá mà tôi làm kỳ quá. Được, đây nè. Đó. Chia sẻ mọi người ơi, chia sẻ. Ok, cảm ơn. Được rồi, đua sợ nó ngã rồi. Ok, hello mọi người. Chia sẻ mọi người ơi. Còn mạng yếu quá nè, mạng yếu quá nè. Kim rồi. Ai chụp hình với mẹ cho con? Chụp hình thường hay hình xét? Mấy phần? Ba phần cách đó là 101 nè. Ba phần anh. Ba phần. Ok. Ba phần một phần đấy đi nha. Ok em. Em sẽ để trên một cái bọc kia. Ủa con này mạng yếu quá, nó thoát hơn nó trên vậy nè. Ok em, cảm ơn em. Hello mọi người, chia sẻ livestream cho mọi người, chia sẻ đi rồi tôi cởi bộ đồ cho mọi người coi. Hả? Nói đi mọi người ơi, nói cái gì đi, mẹ thấy cởi đồ ra là người ta chạy hết. Dễ sợ luôn. Hello mọi người, đọc tên con đi, Nguyễn Chí Hòa. Chị kêu tên em với Nguyễn Thị Bi Ôm, Trần Văn Cua em, Lệ Thị Teo. Bà ý bà lanh gì đâu, nhưng bà giống con heo. Trời ơi là trời. Nè nha, con nói chuyện rất đàng hoàng luôn đó. Cái mặt này nè đâu có heo đâu. Mặt con ổng thôi mà. Con cái mùng 1 mừng thịt con được rồi. Nè nha, nó bố nè, con bẻ cái cừng của mẹ ra, con làm cái video ve này nha. Trai cười con kỹ. Ý, trai cười con kỹ. Hello mọi người, đây. Đó mọi người nhìn đi mọi người. Mọi người ơi, cảm ơn. Ê, chiếu quá. Nó dội đèn đó, Giảm đèn lại nhân. Cái nó dội đèn rồi. Lên tới đây rồi cũng bị giống như nè, em giả bộ nè. Trời, nó bị phản lắm rồi á. Sáng chói à, sáng chói. Nó bị phản lại. Cấu phản. Ba phần của em đây. Camera lại đi. Vừa bán vừa livestream luôn nha. Hello mọi người.
Chị ơi, có hai cái trứng nè. Trời, hai trứng mày quặm đi. Nè, con để vô cái ngực của mẹ cho nó bự thêm. Rồi, nhìn nổ. Con ơi, con đừng có giỡn mặt với mấy cái ngực đó nè con. Con biết. Để chậm luôn nè, để chậm luôn. Thôi được rồi, để em chỉnh nha, để em chỉnh. Chị, để đó, em biết em chỉnh. Em biết rồi, mấy chú yếu nó nghiêng vậy đó. Tại vì nó độ nặng mà. Không phải. Tôi để cho nó bằng rồi, nó ok à. Rồi, hello mọi người, chia sẻ đi, mọi người chia sẻ đi, em cho con mọi người coi cái cù lẳng á mọi người nha. À, cù lẳng dài 25cm nha. Cù lẳng này là quấn cổ đó mọi người. Hồng hào lắm nha. Có cái hơi thầm thôi. Không, hồng hào là hồng giống như cái đào tiên đó. Bé nó được cái nó thật lắm mọi người. Sai gì mấy phần? Sai của chị sai ít, ít em là ít. Ok em. Ý ơi, ý chia sẻ mọi người ơi, chia sẻ 400+ người coi rồi. Ý ơi, kêu người ta chia sẻ cho mẹ con. Chia sẻ vô, tim vô cho con. Ai không chia sẻ nói ra mẹ tiên quánh gán chịu à. Có phúc còn hưởng, có quà tụi chịu ai, chịu giùm. Em đang nói gì vậy? Làm như cái ngôn ngữ nó quá nhiều rồi đó. Bây giờ nó quên đi cái ngôn ngữ đó. Mọi người chia sẻ đi mọi người. Chia sẻ live stream đi mọi người, đúng 1000 người. Các thì cởi áo ra cho coi cái đầu luôn nè mọi người ơi. Hả? Cái đầu núm kẹo. Cái đầu núm linh chi mọi người. Nhưng mà nó hơi thâm đen nha. Hơi gần luôn. Rồi nước miếng ba của tụi mày độc quá. Rồi đang live mấy cha mấy mẹ điện cho con chi vậy trời. Mẹ Thi ơi, mẹ đang ngồi quá trời trứng của mẹ nè. Trời. Dài nghe nè, bớt đi ra cũng đèn nha cha. Hello mọi người, chia sẻ mọi người 500+ người rồi. Chị cười dễ thương, cảm ơn em. Đó, chia sẻ đấy mọi người. Trời ơi là trời. Giờ khách vẫn đông nha mọi người nha, đang lo bán lực đợt không kịp bán mọi người ơi. Lấy bánh đi con, lấy bánh lè lên ta đợi nè con ơi. Từ từ mẹ ơi, mẹ làm gì á? Ăn cướp ăn giật vậy mẹ? Nè hai mẹ con mình, con mẹ qua đi tương tác với khán giả nè, qua đây ngồi tương tác với khán giả nè. Mọi người bữa nay sẽ gặp như ý nè mọi người. Theo lời yêu cầu. Chốt đơn luôn. Xin lỗi xin lỗi má nghe. Má. Chốt đơn nha, chốt đơn nha. Ai đặt bánh tráng thì chốt đơn. Nói đi con. Hello. Hello mọi người. Con tên gì? Con tên Như Ý. Con ở đâu? Con ở nhà. Con nói ở nhà ở đâu? Nhà con ở quận 7. Cầu Phú Mỹ. Ở nhà lên con. Con tên gì? Con tên gì? Con tên Như Ý. Rồi con nhiêu tuổi? Ở đụng ta. Ờ con tên gì? Nói đi con, nói đi, người ta đang hỏi. Như Ý. Ừ, rồi con nhiêu tuổi? Nghĩ rồi. Nghĩ đi. Ba chim bạc bẻo quá. Trời sao vậy? Đây bây giờ con nói thiệt nè. Nè. Họ và tên nè, Nguyễn Thị Như Ý. 7 tuổi. Nhà đâu? Nhà ở quận 7, còn Phú Mỹ. Mà yếu rồi con ơi. Nó lại ba con tháng này không có đóng tiền mạng cho người ta đó. Nó lại mấy người này nè, trời ơi quay quá trời kìa. Không có đủ tiền, không có đủ wifi nè. Rồi con nói thiệt với người ta đi con. Đắt liền. Ở đây quá trời người xài luôn mẹ. Quá trời người xài đúng không con? Bán một ngày mấy chục triệu mà không có kéo mạng nổi. Mạng có xài có 200+ ngàn à. Vô kia ông đặt cái cục máy bỏ đi. Nó buồn quá. Đẹp. Nghiêng kìa, nó mạng quay hoài luôn. Quay để cái tin là quay. Xài mạng về em đăng ký ra 5 ngàn. Em like 1 tiếng ngồi cho nó khỏe. Xài mạng về. Ôi kìa. Nó tồn mạng lại rồi. Mà hơi tắt hả? Vậy mất tương tác hết. Mất tương tác hết luôn, người ta có ghét. Mọi người theo dõi nha mọi người nha. Tại vì bữa nay có Cathy lo đập. Được rồi. Rồi được rồi, thấy Như Ý với Cathy được rồi. Con chào mọi người đi con. Chào mọi người. Con tên là Như Ý, con 7 tuổi. Ok, đừng hỏi nữa.
Rồi con tên gì? Ok đừng hỏi nữa. Rồi bây giờ nhà con ở đâu? Con ở quận 7, con Phú Mỹ. Rồi bây giờ mình hỏi là chuyện mới nha, con tên gì? Là chuyện mới, bây giờ bắt đầu vô câu chuyện mới. Con tên Như Ý, lớp 22. Nhiêu tuổi? Phú Thuận. Nhiêu 7 tuổi? 7 tuổi, rồi bây giờ mình trả lời chuyện cũ, con tên gì? Trả lời cái chuyện cũ, trả lời cái chuyện cũ, không phải là chuyện mới nào, ok. Hợp tác con tên gì? Con tên Như Ý. Lê Thị Như Ý. Ừ. Hình như cái đó là tên em con. Ừ. Con tên là Nguyễn Thị Như Ý. Ủa sao em tên hai em đó tên cũng khác họ hả? Họ ba. Hai chị em mà khác họ hả? Em lấy họ gì? Họ ba. Ừ, họ ba họ gì? Sao Lê và Nguyễn Lê. Vậy con họ gì? Hôm nay mới vừa nói Nguyễn Thị Như Ý. Lý. Sai sai vậy ta. Lê. Sư phụ đùng đục kinh đó sư phụ. Lê Thị Như Ý. Chùa của lại. Cô cuối cùng mày hỏi Lê họ gì? Họ Lê hay họ Nguyễn? Ừ, rồi mẹ, rồi em con tên gì? Lê Thị Vân. Làm sao? Nhưng mà con với em con là cùng một cha một mẹ hay là khác cha khác mẹ? Cha một mẹ luôn á. Xuống não rồi đó. Đó, ba hỏi Lê. Không quyền, đâu có quyền nào. Trời ơi là trời. Rồi con chào mọi người, đứa con 70+ người xem rồi. Chào mọi người. Một kêu mà quảng cáo mọi người lên TikTok của con luôn đi. Mọi người ơi, lên TikTok của con Nguyễn Quyên. Cái loại á, nhớ like. Nè, tim cho mẹ Thi. Subscribe cho mẹ Thi nè. Coi TikTok của mẹ luôn nha. Nhớ là bữa tối á, mẹ có mở thêm cái dịch vụ đi khách. Ai muốn đi thì đi nha. Nguyễn mày không kịp, mày làm ơn đi. Mọi người đúng ta của mẹ Thi á, trời ơi mà mắm quá mọi người. Được là lên trước quá. Ngày nè, 80+ người, ngày nè gần 1k rồi. Quyết định gần 1k đi. Ý nó sẽ cởi cái bụng cho mọi người coi cái bụng nó bự cỡ nào nha mọi người nha. Lên 1k, kêu mọi người lên 1k đi con. Lên 1k đi con, con muốn bụng cho mọi người coi. Con bố bụng. Bố bụng. À bố bụng à. Đó mọi người thương dùm cho hai mẹ con Cát Thi nghe. Đó như hỏi hoài mở mỗi miệng ghê là gì vậy? Con nói con hả? Rồi con quảng cáo bánh tráng nè, bây giờ con cầm bịch bánh tráng luôn, con quảng cáo dùm con cho mẹ đi. Người ta cần quảng cáo cho nhỏ, quảng cáo nó thật chứ nít mà. Nói luôn, bánh tráng sao tới của mẹ Thi rất ngon nè. Quảng cáo đi con. Nè đây, bánh tráng của mẹ Thi nè, có rơm sa tế, hành phi, đậu phộng rất ngon nha. Của mẹ Thi 20 ngàn một bịch nha. Chú này nói 5 ngàn kìa. 20 bịch chú ơi. Đấy lộn, 20 ngàn chú ơi. 5 ngàn 20 bịch. 20 ngàn chú ơi. Nè, rất ngon, con ăn thử rồi. Nó cay. Cay ngon, giống y chang mẹ Thi luôn. Trời ơi, chớ rồi. Cái đấy tình tài đó. Con nói chuyện thật là náo để. Nhỏ thật tình ghê luôn. Nhỏ thì tình lắm mọi người. Ngon lắm, còn bánh tráng mè. Chia sẻ livestream cho mọi người. Chia sẻ đi bạn ơi, có bánh tráng mè của mẹ Thi nữa. Con ăn cho mọi người xem đi. Rồi bây giờ gần 1k người xem rồi con. Rồi, coi đi, chút nữa con muốn bụng cho coi. Ok, bây giờ còn mấy người nữa 1k rồi. Ý, 1k rồi. Lên liền. Muốn bụng con. Tích tình nữa, không có gì lạ luôn hả má. Mẹ nó bụng đi. Nó muốn bụng cái gì mới vợ bụng cho ta coi. Ồ đẹp đó, ồ quá xuất sắc. Ồ là đi nào. Mày làm cho con nhỏ đi. Hả? Làm đi con đẹp hả con. Quay con đây coi. Ấy, múa đây, múa lại. Thôi tụt view rồi má được rồi má, tụt view rồi má. Trời ơi là trời, tụt con 9+ kìa, ngon quá. Chị thấy múa đi, biết là tăng chị ơi. Trời ơi, thay soi nó cờ điệu kìa. Chị múa đi. Soi xấu rồi. Mày có ghê quá mẹ ơi. Quay đi mẹ. Mẹ thấy người ta đẹp quá trời hả? Hơi xấu. Mẹ nó chửi mẹ xấu rồi mẹ. Chửi nó đi mẹ. Không có nói mẹ xấu nha con. Mẹ gọi cái vui vui coi. Giờ của mẹ chứ. Con nói là mẹ chặt rồi nha. Chặt rồi. Ba chặt của mẹ rồi. Trời ơi là trời, má ơi má. Chặt đâu? Cái dù cui má làm như là cái chổi lông gà muốn chặt gì nào mới chặt gì đó.
Ủa chứ không phải mẹ đi chặt cái chuối rồi hả? Thôi á, mắm lắm. 100 phần à. Chú cui vậy thì. Rồi bán lại cho người ta. Mẹ chú cho hỏi dù cui là gì? Chú cũng có cái dù cui đó con. Cái dù cui là cái trà đâm tiêu đó. Ủa ai nhét cái chú vô chú? 1K1 rồi, 1K1 rồi. 1K1 rồi, cảm ơn mọi người. Chia sẻ đây hai mẹ con tôi được 1K1 rồi. Like nè, tim cho mẹ Thi nha. Chia sẻ cho mẹ Thi nữa nha. Anh mấy bạn cảm ơn. Cho mẹ Thi có động lực. Có động lực quay thêm nữa nha. Rồi thoát rồi. Thoát rồi thôi. Còn muốn may quá đang lên. Không đầu tư. Khoan, bây giờ tới YouTube. Quá lại quá lại. Quay đi. Ơi. Có 3 năm mẫu tặng kìa. Sướng nha. Hãy tặng gì vậy? Anh tặng cho con ý. Rồi, anh đó.